Anh Hà ơi, cậu lấy đạn 5 không? Anh á, nên là anh có 129 viên. Vòng anh ơi, vào vòng đi anh ơi. Mày thấy anh đang làm gì đây? Trên đồi có một cái xe nhá. Tầng 240 có một xe đỗ rồi. Tầng bao nhiêu? 240. Cẩn thận trên đồi đấy. 240. À, đủ sau lưng anh à? 240 mà. Có một cái ô tô chạy hướng E, thẳng E. Mẹ đéo nhìn thấy gì mà công mẹ phán kinh vãi ạ. Có mà, nó phải lướt qua thì mới nói chứ, mẹ report bố láo, tim chửi chết. Anh hai bên trái có thằng, anh hai đâu không có đâu. Mắt hả? Mắt đâu, mắt cú à? Không có đâu, em report láo mà. Chà. Bắn đi. Thôi, bắn bây giờ lộ chỗ chết cả bầy. Anh em mình có bắn anh mà. Từ có ô tô đang đi lên em ơi. Có luôn. K98 đâu ai ai à? Không nhặt được. Anh không cho nhặt thì bó tay em bắn UMP thôi. Không có súng của em đi đâu. Bắn bắn này anh rồi. Bắn bắn nào. Anh Hà lấy không? Đấy, nó vứt vứt đi. Nào tránh Ê, ra. khoan 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 khoan. SW có người, SW có người, SW có người. Nhìn thấy mình rồi. Nhìn thấy mình rồi còn tả làm gì, chạy chỗ khác đi. Không, nó đang ngắm ở đây. SW có người. Nó hiện chịu chạy vòng rồi. Có nó đâu? Vào vòng đi, vào vòng đi. Bên dưới vào vòng đi. Trời ơi, bây giờ mới nhận ra là cái áo giáp của anh tả tơi con mẹ rồi. Tại sao mình có người luôn anh em? Thế kia là bắn em mất máu. Mày chạy chỗ khác sao, chạy gần gần anh làm đéo gì là bắn cả đôi bây anh giờ. Tránh ra. Chưa được xem em mà. Anh chạy trước mày mà. Nào tránh ra. Trên trên. Đừng so với K98 kìa. Cẩn thận có thằng bắn ấy. Cẩn thận S nó bắn mình ấy. Em chẳng làm gì đâu. Anh thấy hôm nay anh mặc áo xanh phong thủy vãi lìn luôn ấy. Cẩn thận bọn đằng sau bắt mình nhá. Em bảo thằng gốt chạy ra đi. Đậu vòng với vèo như cứt thế này. Anh phải lên chạy lên bắn rồi. Lên mà xem người ở đâu ấy. Em sẽ đi nghe xoay đây. Ôi bố cởi cái áo xanh này ra đã, mẹ nguy hiểm lắm. Em cởi ra. Ôi. Đừng có kiểu nét vô lý. Đi ra Ui. mùi. Cơ thì toàn lên đồi thế sao. Đồi đéo đâu, ở dưới chân đồi thế này. À vâng, ở dưới chân. Anh ơi, mẹ bắn thằng gót đi. Đi Rồi, chia đi ra giờ này, bắn đi, bắn đi. Đạch đoán thật ạ. Tính cho em tiếp kìa anh. Bên hướng 150 đang bắn nhau. Đây gần gần đây có thằng luôn, có cái xe ô tô Gần đây. có. Gần đây có cái xe ô tô này, anh về ra đây. Ok. Nó bắn bọn, đang bắn bọn trên đồi. Anh Hà ở xa nhất. Đây, nó thằng trên tảng đá này. Ô, bắn con em đó. Anh kia. Chuẩn rồi đấy. Nằm xuống. Nằm xuống, nó nhìn thấy chú ấy. Nó nhìn thấy chú. Em biết rồi nhưng mà em ơi, nó cứ. Ủa, trên đầu anh ngay ấy, trên đầu. Đầu tóc đeo thì anh chạy đã. Trên đầu anh ơi. Có thằng Có dưới anh chân đã anh thấy này. chưa? Thằng dưới chân anh này. Đấy. Biết thằng đấy rồi, kệ nó. Tịch mẹ anh ơi, lăn chỗ khác đi. Đúng rồi, bắn thằng đấy, đúng rồi, bắn thằng đấy đấy. Rồi, khỏi ngủ quá. Ồ, mẹ rồi, bị bắn rồi. Vai đái.
Ôm ôm ôm. Bỏ sao anh có ốp? Anh làm đéo cho có ốp điên à? Bỏ đi cần có ô tô anh ơi. Hả? Ô tô ở bên phải anh ấy. Anh thấy mà. Có 24 anh ơi. Tiếp thử nó đi. Liệu mà bắt đầu nó đang bắn em, nó không chú ý anh đâu. Bắn nhanh em. Địch mẹ lại như mày lúc nãy tao đứng dậy cái lại đúng rồi quay ra đây nó nhìn ra thì ăn cướp à. Bắn đi anh ơi. Được đấy, bắn bắn bắn. Thay thay sửa cốp đi anh ạ. Rồi, báo thù cho em anh ạ. Bùm. Ôi vãi. Xe gì đi. Ôi vãi trời. Xe gì đi. Nổ bắt chết mấy lần. Có người đấy nha. Hai thằng. Xe dưới đường có người nha. Vòng như thế nào? Ôi cái vòng. Thằng trước mặt kìa. Bắn đấy kìa. Bắn thằng trước mặt. Hai thằng kìa. Trước mặt anh ạ. Mày nhìn anh đến không? Gần anh đến. Còn có, gần anh còn có nữa mà. Không có. Gần anh thì hết rồi. Cho anh mẹ cắn cái này cho tỉnh táo đang sợ vãi lìn. Ông này bỏ nhây vãi ạ. Rồi anh đi thẳng vào vòng nhiều này. Bên trái anh có đấy. Anh đấy biết rồi. Tôi xong rồi bố xin. Đi mẹ đừng bắn nữa. Bọn nó bắn anh đấy. Bảo bắn nó không bắn. Để nó bắn lại mình. Nhìn thấy anh thấy lìn rồi đâu. Có lấy bọn kia, bọn xe ô tô ấy mà lấy đồ. Bọn đó sẽ giúp anh. Là kiểu bắn hộ à? Bọn ô tô không có anh ạ. À. Bọn ô tô bên phải anh vừa giết đấy. Vào vòng kìa, vòng kìa, vòng kìa. Cái địch mẹ. Sớt cái mặt ạ. Nhỏ quá. Cố lên top 1 đâu ơi. Thằng anh ạ, thẳng trước mặt anh có. Thẳng trước mặt anh có người. Kìa. Trước mặt anh có người. Đấy con hàng rồi, đấy con hàng rồi. Đấy rồi, đấy rồi, đấy đúng không? Đấy đúng không? Rồi rồi. Bắn thằng đấy, bắn đấy. Rồi, từ từ. Bắn đấy. Cái đéo gì đông vậy? Bắn thằng 50 dưới. Trượt rồi. Bắn xuống đất, bắn xuống đất. Anh bị bắn xuống đất rồi đấy. Anh thấy rồi. Còn 5, nghĩa là như thế nào nhỉ? Bên trái có kìa, bên trái có thằng chạy lên. Ở dưới, bên phải xuống đấy đấy, cái thằng nào? À rồi rồi, ô đi, nó chạy hết lên đây rồi này, trời ơi. 4 thằng. Thôi thôi thôi, sao sao sao. Bom bom bom. Anh VS 4. Ý mày là tao tự sát hả? Tí thì hay. Đéo thể hay nổi luôn. 4 thằng với 40 viên đạn bắn thế nào được? Bắn được. Ông phải tự tin lên nhá. Cái này vứt 8 mít được rồi. Kiểu như nó móc lên.